Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền phổ biến các quy định, nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân, nói không với việc khai thác hải sản bất hợp pháp, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho 500 cán bộ đảng viên, trưởng khu phố, công chức viên chức và bà con ngư dân trên các tàu cá trên địa bàn thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tập trung tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân các nội dung chính về những quy định của pháp luật trong phòng chống khai thác IUU, các quy định của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hải sản, 12 hành vi khai thác vi phạm IUU, những điều ngư dân cần phải lưu ý khi hành nghề khai thác hải sản trên biển để chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương sớm gỡ thẻ vàng EC và tổ chức phát 500 tờ rơi sổ tay tuyên truyền các loại.